Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em Miu Lan. Hôm nay em lên chia sẻ cho anh chị em có một số cái kia lá kẻ rất là đẹp, với lại có một ít cái lăng trắng bạch tuyết nhá. Bạch tuyết thì em mới vặt ra. Đấy, thì những cái kia bạch tuyết như này. Thì đây nó chỗ này nó có hai size, cái size nhỏ với size to. Thì cái này nói là nhỏ nhưng mà kia nó cũng khá là ok, toàn 5 6 7 cm rồi, rễ đang ra rất là khỏe, hàng cắt khúc. Đấy, rất đẹp cả nhà nhá. Thì những cái kia lăng canh trắng bạch tuyết này em chia sẻ với giá là 80k cho một kia. 80k cho một kia lăng canh trắng bạch tuyết nhé cả nhà. Dễ rất khỏe, hàng cắt khúc. Còn cái hàng bên này nó to hơn. Đấy, thì cái hàng này em chia sẻ với giá là 100k cho một kia nhé. 100k một kia lăng canh trắng bạch tuyết. Đấy, cái hàng này thì 80k, hàng này 100k nhé. Cái này cũng hàng 100k. Đây thì nó có một cái cặp, cặp này thì nó vừa vừa này, nó bằng cái hàng 80 ấy. Bác nào lấy cả cặp này thì em để 150 cho hai kỳ này nhá. Đấy, còn lại là hàng 80 và hàng 100k. Tiếp theo là cây lăng canh trắng phú quý mũi trắng này nhá. Ở đây thì em hôm nay có 6 kỳ vì hàng này là hàng ươm tự nhiên này nhá, hàng ươm tự nhiên phú quý, lăng canh trắng phú quý mũi trắng. Vâng, thì bác nào lấy 1 kg thì là 80.000. Hàng ươm tự nhiên cả nhà nhá, rễ thì rất là khỏe rồi. Hàng ươm tự nhiên thì các bác biết rồi, nó lên bằng hạt thóc mà nó đã có rễ rồi nhá. Thì 80k cho 1 kg. Đấy, bác nào lấy 2 kg thì là 150 nhá. 2 kg là 150, 2 kg. Có 6 kg thôi ạ. Vâng, em bán đồng giá. Tiếp theo là cây bạch hỏa vương. Bạch hỏa vương hay anh em còn gọi là cây trà gừng nữa ạ. Đấy, thì cũng là hàng ươm tự nhiên. Hàng này thì cắt khúc đôi hết cả nhà. Cắt khúc đôi hết. Và ươm tự nhiên, lá rất là khỏe này nhá. Đấy, bằng hạt thóc là nó đã có rễ rồi, rễ rất là khỏe, rễ cắm chậu rồi đi rồi. Đấy, thì cái bạch hỏa vương này lăm canh trắng bệt mũi trắng này nhá, lăm canh trắng bệt mũi trắng cây bạch hỏa vương. Cái hàng tự nhiên này thì nó sẽ rất là khỏe các bác nhá, nó bé bé như này thôi nhưng mà nó lúc nó thân ngọn thì nó sẽ béo mập rất là khỏe. Đấy, thì cái hàng này em chia sẻ với giá là 200k cho một kỳ nhá. Khúc ươm tự nhiên, khúc đôi hết, 200k cho một cây bạch hỏa vương. Rất là đẹp. Cây này lá rất là cứng các bác nhá, vì rễ nó thuần khỏe rồi. Lăm canh trắng bệt mũi trắng ạ. Tiếp theo là em cây phong trần. Cây phong trần số 1 này, kẻ phong trần số 1 này em chia sẻ với giá là 250k. 250k cho cây kẻ phong trần số 1, rất là phê cả nhà. Cũng hàng ươm tự nhiên cả nhà nhá. Cây này vẫn còn hai mắt ngủ nữa. Cái kẻ phong trần số 2 thì nó là mầm gốc. Mầm gốc 52. Đấy, đang bắt đầu lên kẻ rất là phê. Tầm này các bác cho ăn nắng thì lên rất là đẹp nhá. Cái kẻ số 2 này. Đấy, nó rất là to cả nhà. Cái số 2 này thì em chia sẻ với giá là 350k nhá. 350k cho cây phong trần số 2, nó là mầm gốc 52 rồi, rất là lực. Tiếp theo là em có hôm nay có một cái kia vàng núi chúa. Vàng núi chúa thì các bác cũng biết rồi, là một trong những cây mà cũng rất là ăn khách cả nhà. Để cho các bác xem lại cây vàng núi chúa. Cây vàng núi chúa là một trong những cây mà đã từng đạt hai giải thi đấy ạ. Cây này thì rất ổn định này nhá, cực kỳ ổn định luôn. Mấy năm trước thì giá trị của nó, những cái cây kẻ như thế này nó giá trị nó rất là cao. Cái này nó cũng từ một con kiến nuôi lên được 3 năm rồi. Cái chậu như này là năm ngoái thì là đạt giải này. Rất đẹp cả nhà. Đấy. Thì bình thường kia nhỏ thì em bán cũng phải tầm độ 500k đổ lên rồi nhá. Ở đây thì nó có một cái kia rất to, kia này nó cũng gần 20 cm, đang kẻ rất là đẹp. Đấy. Dưới này thì nó còn hai cái mắt nó đang sưng nữa. Một cái mắt ở dưới này đang sưng này, cái mắt này đang sưng này. Cái kỳ này em chia sẻ với giá là 880k nhé. 880k cho kỳ vàng núi chúa này, một trong những giống cực kỳ ổn định. 880k. Rồi. Hôm nay em xuất thêm một kỳ lữ hoàng biên tím. Kỳ này là cũng là kỳ ươm tự nhiên các bạn, kỳ ươm tự nhiên. Đấy. Kỳ này thì nó là khúc đôi, nó còn một cái mắt ngủ nữa. Đấy. Kỳ ươm tự nhiên dễ thì nó ra rồi các bác nhé, dễ ra đã đi rồi, mở ba lá rồi. Kỳ này em chia sẻ với giá là 4.200k.
4.200k cho cái kia nữ hoàng biên tím, đang là một trong những cây top 1 và đang làm mưa làm gió trên thị trường lá kẻ phát tài. Cây này cây lá mít cả nhà nhá. Rồi, ok, em xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Chúc anh chị em sưu tầm được những cây và con giống đẹp. Bác nào sưu tầm cây nào các bác liên hệ với em, số điện thoại em là 0903 208 533. Em xin cảm ơn.